Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình có thể kết nối Wi-Fi miễn phí nơi công cộng hoặc là gần nhà mình một cách tốt nhất, nhanh nhất ha. Thì đầu tiên á, để sử dụng được tính năng này, các bạn phải tải một cái ứng dụng là Wi-Fi Master. Đây là một ứng dụng can thiệp vào kết nối Wi-Fi của các bạn ha và những người xung quanh. Thì nó cũng như là một dạng chia sẻ mật khẩu Wi-Fi với nhau thôi. Nhưng mà lưu ý thì khi không nên dùng khi các bạn đang ở nhà, vì nó có thể tự động chia sẻ cái mật khẩu của bạn lên trên server chính của nó ha. Thì lúc đó những người xung quanh có thể dò và thấy được cái wifi của bạn và kết nối một cách tự động. Yêu cầu là thứ nhất là phải có 3G hoặc là một cái mạng wifi để kết nối dò tìm, tức là cần phải có kết nối internet đó các bạn. Thì đầu tiên các bạn sử dụng điện thoại Android hay là iPhone thì các bạn có thể lên App Store hoặc là Google Safe Play đó, tìm cái ứng dụng tên là Wi-Fi Master. Đây, Wi-Fi Master nè, bywifi.com. Rồi, sau khi tải về rồi, các bạn mở ra thì nó sẽ yêu cầu một số cái quyền như là quyền truy cập vào thông tin máy đó, nhất là điện thoại Android thì nó sẽ yêu cầu nhiều hơn, thì các bạn phải chấp nhận thì mới vô được ứng dụng nhé. Rồi, các bạn mở ứng dụng Wi-Fi Master lên nè. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn rồi, mình đã vô rồi nên dẫn đến tình trạng là nó sẽ yêu cầu á không còn hỏi một số cái quyền nữa, nhưng mà có cái quyền gì thì các bạn phải cập hết nhé. Rồi thì khi mình dò lên các bạn nó sẽ dò ra các điểm wifi này, điểm nóng wifi này tôi biết nè. Rồi thì ở đây mình sẽ dò ra được một cái wifi của bên gần nhà mình là có cái bảo ngọc này, tức là có ai đó đã chia sẻ lên cái ứng dụng này rồi thì mình có thể kết nối vô bình thường ha. Mình bấm vô kết nối nè. Rồi, Wi-Fi Master mình kết nối. Cái này thì đợi nó dò hơi lâu một chút nha các bạn. Rồi, khi kết nối thành công rồi đó bạn thì các bạn thoát ra ngoài này, nó sẽ báo là Bảo Ngọc đã kết nối nè, các bạn thấy không? Đó. Thì các bạn thoát ra ngoài. Rồi, các bạn vô mạng thử. Đó, nó vẫn load được YouTube mạng internet nè. Nhưng mà khá là chậm tại vì mạng công cộng thì đôi khi có nhiều người dùng á. Đó thì mình lưu ý với các bạn một điều như vậy ha, là khi mà mình đã sử dụng cái ứng dụng này rồi thì không nên dùng ở nhà đó, tại vì nó có thể copy cái mật khẩu của bạn và paste lên server của nó ha. Chỉ nên dùng khi nào các bạn đi ngoài đường cần wifi thì các bạn có thể mở 3G lên và dò một chút ra những cái wifi gần nhà mình thôi. Rồi đó, thì về ứng dụng này, những ứng dụng về wifi này thì nó không có độ bảo mật cao nên các bạn lưu ý khi dùng. Rồi đây này các bạn, để khi mình thử gỡ cái ứng dụng nó ra nha. Đó. Mình ứng dụng ra mình vô phần cài wifi nè. Đó, nó dò được cái wifi Bảo Ngọc đúng không nha các bạn. Nãy các bạn kết nối rồi, nhưng mà các bạn xóa ứng dụng đi thì nó cũng như nó xóa cái mật khẩu đi đó. Thì giờ các bạn kết nối lại, nó sẽ yêu cầu mật khẩu. Đó, thì các bạn lưu ý vấn đề này là khi dùng thì mình không nên dùng wifi ở nhà, có khả năng nó sẽ chia sẻ lấy mật khẩu đó và chia sẻ lên cái server của nó đó cho nhiều người dùng ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn.